Chào thầy cô và các bạn, đây là một hoạt động hướng dẫn trong tiết tập làm văn lớp 5, tuần 25, bài tập viết đoạn đối thoại. Thầy cô đều thấy rằng là ở trong cái bài tập làm văn này, tiết tập làm văn này thì có những 3 bài làm nhỏ. Với bài tập 1 thì yêu cầu tôi cho học sinh đọc đoạn trích dưới đây của câu chuyện Thái sư Trần Thủ Độ. Sau khi đọc xong, tôi cho học sinh nêu các nhân vật trong đoạn trích có thể là những ai, rồi cho học sinh tóm tắt nội dung của đoạn trích này, thì dựa vào đoạn trích trên đây viết tiếp lời đối thoại để hoàn chỉnh màn kịch theo gợi ý. Bài đoạn kịch này là xin Thái sư tha cho, và tôi có đưa gợi ý lên gồm có 7 gợi ý. Học sinh phải thảo luận trong nhóm, nhóm 6, để chúng ta làm các bảng nhóm sau đó và các nhóm trình bày cái gợi ý của mình lên. Với bài tập 3 là phân vai đọc lại hoặc diễn thử. Trước khi diễn thì tôi cũng hướng dẫn các em giới thiệu chuyện, giới thiệu màn kịch và giới thiệu nhân vật, giới thiệu cảnh trí xảy ra. Sau đó thì các em dựa vào các đoạn mà các em đã viết rồi thì các em thể hiện phát huy sự sáng tạo của mình. Và bây giờ tôi xin mời tất cả các thầy cô và các bạn hãy xem nhóm của lớp tôi diễn về bài tập 3 này. Và quý thầy cô thấy có ích thì quý thầy cô hãy nhấn nút sao để ủng hộ tôi. Và nếu quý thầy cô có điều gì chia sẻ, thầy cô sẽ nhấn vào đây để động viên tôi, cho tôi làm nhiều video tiếp theo. Thầy cô sẽ nhấn vào đây và viết các lời bình luận. Bây giờ xin mời các quý thầy cô xem tiểu phẩm. Sau đây, tiểu phẩm trong tiết tập làm văn, tập viết đoạn hội thoại của nhóm 5 bắt đầu. Dạ, chào Thái sư ạ. Có chuyện gì vậy? Thái sư còn nhớ lần trước thiếp nói với Thái sư điều gì không? Nhớ. Hôm nay người nhà của thiếp sẽ đến đây. Mong Thái sư thiếp cho ạ. Gọi cho hắn vào. Đến đâu? Cho hắn vào. Phu nhân.